Nope. Once a vandal gunner, always a vandal gunner. Cứ bán flash không không nha. Game thuộc chuyên nghiệp cứ bán flash. Chết tồi. Vô tập trung vô game cho em. Hướng dẫn Winland kia cầm chiếc Tana đi với lại chơi Win cấp 2 Win luôn. Cấp 3 thì cấp 2 chưa Win được. Chưa one up ở cái tay hơi cứng nha, đi chuột chưa được nổ lắm. Nice. 19 gift phải phải 19 gift chứ sao mất hai con vậy? Thôi mà, đáng yêu muốn xỉu thôi mà. Kỳ quá. Đáng yêu muốn xỉu mà đánh vậy đó. Vô phá nữa. Dễ không? Đi lên boss win lên dễ không? Muốn win lên dễ lắm. Thù lên mới khó chứ win lên dễ. Ủa? Nhiều lúc đồng đội cũng không tốt. Nếu mà mạng đầu nó ăn thì tôi két rồi. Tại mạng đầu Seraphine ăn, nó đi xuống tôi thấy nó cũng hơi tốt mà gian cho nên tôi nhường mạng đó. Ơi, sao quýnh con xe vậy? Mất xe là ký đầu á. Cầm AD đi nhường mạng, giờ cầm AD kêu xin cho AD bị chửi. Bị chửi là AD tàn nguyên. Nhường mạng thì bị chửi, cầm AD nhường mạng. Sống sao cho vừa lòng. Chuyển đi lên khác bây giờ. Không đi AD nữa bây giờ. Ơi quên. Ôi mình quên, mình có cái một mạng 10.000 mà sao quên. Thông cảm đi, người ta đánh giải quen rồi. Đánh giải nó phải theo tiêu chuẩn. Mạng nào của mình thì mình ăn, gift nào của mình thì mình ăn. Của người ta là mình nhường. Đánh đúng thôi. Chơi nó, pha mạng đi nào. Cái flash nhiều tiền vậy đe. Mang ngang nha, không bán flash. Cút. Ba mạng 30k. Game mình làm 10 mạng đẹp, 10 mạng 100k đẹp. Đủ 2 ngày ăn. Dấu tên 833 đã uy scan 100.000 đồng. Wow. Tên dẻo dẻo nào. Cảm ơn 833 nha. Thế này game sao không đánh thì có lỗi quá. Nhưng mà giết này cái. Để đỡ có lỗi. 10k của đó. 10k của đó. Đánh AD là phải xin mạng. Sắp chọn game. Sao tôi chọn game luôn á, chọn game hả? Gì vậy? À để sống rồi luôn rồi. Trời ơi, đang hai mạng xong ăn ba tách trụ nó, trời ơi. Mấy ông chơi game hả? Ông còn đầy máu bên kia nó không có spell á, mà giết ông á không có gì là thấy mấy ông lỗi nặng lắm luôn á. Đánh giải vậy cút rồi. Chơi mà người ta giết mình không tốn spell, không tốn gì cuối rồi chịu rồi. Trời ơi, ngang đồ mình luôn kìa. Why? Tell me why? Sao ngang đồ tôi được vậy? À, sắp tụi trên game quá anh em ơi. 3-0, giờ 3-2 luôn, chán. Ôi, chặt tay. Chặt tay. Ông lỡ đụng không đụng luôn đi. Đánh tăng cơ gần biết phạm lính, chết tôi. Đánh tăng cơ gần biết phạm lính, chết tôi. 3 giây, 2 giây, 1 giây, no. Ừ, kịp. Tất cả tại Tâm Ken.
À, quýnh thường lính chi làm lính nó vậy nó mới xe mới chết á. Chứ không quýnh xe đâu chết. Ok nói. Rồi ăn sức giả đi, ăn sức giả đi cho bạn thích trụ luôn nè, ăn đi. Ok 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 anh em mình không cần làm gì hết, không cần làm gì hết. Trời, sao tim tôi nó lì. Tôi bình tới vậy vẫn đánh luôn kìa. Không cần làm gì hết mà, phải nể lỗi rồi mà. Má này hụt xe rồi bực. Trời ơi, bắn hết thì luôn hả? Trời đất ơi, tròn gì ghi nó mạnh quá mạnh. Nói vì phải đã khỏi cứu nó, phải đã bắn từ từ là giết ba rồi. Muốn cứu thằng tập Ken quá mà nhảy lên đỡ mạng luôn. Sao mà hay ăn gíp quá. Không ra kiểm soát thì sao mà hay ăn gíp quá. Trên ăn cờ cứ đánh lít hoài. Ồ, nó không có TP mà nó chạy xuống bot farm. Phương do đã rescan 200.000 đồng làm game Miss 4 tờ DC cùng anh. À một cho em con này. Một mạng nữa. À, xin 10 mạng cho đúng 10 mạng luôn. Ý da. Nãy có người xin Ven anh ơi. Ok để xem đội hình Big Ven hay Big Baton nha. Rồi chắc Ven trước đi tại nãy tao xin trước. Xin. Nếu muốn like subscribe cho đó nha.